chữ hiệu ta là LOL mới thách đấu tại Hàn Quốc mới về. Không biết nữa sao đâu, không sao đâu, dài lo đây này. À, không có rồi là tại Việt Nam thua Myanmar và trong cửa với thiền đình ông Hưng cũng cạo cọc đầu chúng ta cạo râu. Còn nghi ngờ về trình độ của ta đi mà hỏi phát cơ anh nhầm thầy cơ nhé, chính ta là người đã dạy cho nó cầm gì đi mít mát bá nhá. Thì không, ông chỉ con đi mít đi cầm gì nè. Ta sẽ cho con cuốn sách này. Thật không thể tin được. Thật không thể tin được. Thật không, thật không thể tin nổi. Ngay chúng ta cũng không thể tin được. Là chính chúng tôi đã phát triển sản phẩm hàng đầu của thế giới. Thật không thể tin được. Gánh tìm không thể tin được. Gì không thể tin được. Server Hàn Quốc ta cài nát bét rồi. Đợi khi nào Thiên Lôi Telecom sửa sao cáp, rồi ta lên ta cài server Thiên Đình. Dạo này cá chép của các táo hay cắn đứt cáp quá. Hay là bây giờ mình thi ra xem. Hay là mình cứ bất chấp hết khi rời cho anh. Hay để chắc chắn em hãy hỏi cô vừa nói gì, sẽ nói cho anh nghe một câu thôi. Lập trình robot với viết cốt em rành không em? Nếu câu trả lời là có, em hay nói đi đi em. Hai năm chỉ là một bữa, nếu đi thì em đâu mất gì, chỉ mất công thôi em, phải không nào? Chẳng chừ gì nữa, hãy nhấc đít lên và đi, không hết sợ lo. Tụi mình là hai thành viên của nhóm BK, có nghĩa là Bách Khoa Automation Team. Mình là Nam, sở thích của mình là thích nghe nhạc sến. Mình là Tùng, sở thích của mình là chơi và mình là chơi điện thoại. Tụi mình đến cuộc thi Raise Your Arm có mang theo cuốn thiệp bí kíp Raise Your Arm. Và tiêu chí của mình khi đến với cuộc thi này đó chính là giao lưu phối hợp. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.